Here CNC. Hiện tại thì đang là mùa hè rồi và cũng đồng nghĩa với việc là mùa đi du lịch. Không biết mọi người thế nào chứ mỗi lần mình đi du lịch thì mình luôn cố gắng ăn hết tất cả những gì ngon nhất ở cái vùng miền đấy thì thôi. Và hậu quả của những việc đấy, nếu mà mình không tập luyện thì cơ thể sẽ không còn săn chắc nữa, mỡ sẽ tăng lên, rồi bao nhiêu cơ cùng tập bấy lâu nay nó sẽ trôi sạch. Và để thay đổi điều này thì hôm nay mình sẽ quyết định chia sẻ với các bạn một số động tác tập gym đơn giản và cơ bản giúp các bạn có thể tự tập được tại nhà hoặc là tự tập cho những chuyến đi du lịch để giúp người vẫn đẹp mà mồm mình thì vẫn ăn thoải mái được nhé. Và bây giờ sẽ lại là một khuôn mặt quen thuộc, anh Cao sẽ hướng dẫn cùng với mình nhé. Cái chương trình hôm nay thì là dành cho những cái bạn mà không đến được phòng tập hoặc các bạn đi du lịch, thì các bạn có thể sắp xếp tùy là mình có thể tập khoảng tầm 2 hoặc 3 hiệp. Vì thường ấy mình tập 2 hiệp dành cho những người mà mới, và mình tập cường độ cao mình tập 3 hiệp, thời gian mình thì sẽ ngắn hơn. Tụi em hôm nay sẽ làm là 2 hiệp, ok, và đi 2 bài. Em tập nhiều thì tập 3 hiệp chứ. Ôi 2 hiệp lắm. Thường là đi chơi, thường là mình dễ lười. Okay. Nếu mà có dụng cụ tập luyện ấy, ở nhà hoặc là ở phòng tập ấy, thì mình đi lên đi xuống thì cái này chỉ là hỗ trợ thôi. Cái bài đầu tiên là sẽ bài là pull up. Bài thứ hai bài bắt cầu, tức là bắt cầu chạy em chỉ đưa chân đằng trước rất là dễ, rồi tay chống, tay sẽ chống rộng vai thẳng người. Okay, nhớ siết bụng, đẩy chân vào trước, chân hẹp lại chút xíu. Các bạn chú ý nha, khi các bạn tập luyện ấy, là mình nhớ phải đếm nha. Okay. Còn đâu mình quên đếm ấy, thì là mình sẽ không nào kiểm soát được cái chương trình tập luyện của mình đâu. Bài tiếp theo ấy, là bài squat nhảy. Okay. Các bạn giống như squat bình thường thôi, cái bài này mình không làm phải đặt trông quá rộng được, đặt chân làm sao chỉ rộng tầm bằng vai, hơn vai chút xíu thôi. Đấy, giống squat bình thường mà bật cao lên. Bài thứ hai là bài planking ha. Bài này cũng là bài có cơ trọng tâm. Tức là khi các bạn ấy tập luyện ở nhà hoặc là đi đâu du lịch tự tập luyện, okay, đi đâu du lịch tự tập luyện thì mình cố gắng làm sao ấy tập những bài tập liên quan vận động. Bài thứ hai ấy, bài thứ hai mà phối hợp chú ý là vào cơ trọng tâm là chính, chú ý là thẳng người ha, chân rộng hơn vai, chân rộng hơn vai, ok, tay vai vuông góc. Bài tiếp theo là bài squat leg, chân mình sẽ đứng là sumo squat, chân đứng rất rộng, mũi chân xéo ra ngoài, okay. Mình bắt đầu sẽ chân thẳng rộng, tay nếu mình có thể là đặt tư thế tay làm sao mình kiểm soát tư thế mình dễ, okay. Với bài này đối với người mới thì các bạn nên để thẳng tay khi mình squat leg, mình nhìn thẳng tiếng thì mình kiểm soát tư thế mình dễ hơn với cái tay, ok, cái tay người mình kiểm soát tư thế dễ, lên thẳng, đẩy mông xong rồi tới, yeah, gặp người 45 độ. Cái bài tiếp theo là mình sẽ plank co gối ngang. Go payday, go go. Bài tiếp theo là cũng bài squat nhưng mà là sumo squat, mình sẽ tác động như bài tập này sẽ tác động từ trong chính, okay, đường ngoài mông ha, cố gắng siết bụng lại nhé. Rồi sumo squat, chân trở nên rộng để mình sẽ chân ra rộng hơn vai, rồi mũi giày xéo ngoài, chân ra rộng hơn sumo, rồi squat xuống. Bài tiếp theo ấy cũng là liên quan cơ trọng tâm, nhưng lần này anh sẽ thay đổi vận động của chân mình, mình sẽ co xoay ngang giúp cho phần cơ chéo bụng của mình vận động nhiều hơn, ok, tiếp. Tập này có cơ không?
Go Payday, go, go. Còn hai bài nữa các bạn ơi. Còn hai bài nữa. Ok. Thôi xong rồi. Bài tiếp theo ấy là bài Hidden. Đối với nữ bài tập này khá căng. Nhưng mà của Nhi sẽ tập ở cấp độ thấp. Cái bài tập này, bài Hidden này nhưng mà sẽ giúp phần tay sau mình nhé, nó săn. Ok, phần vai, phần cương lực này nhé. Chú ý là siết cả bụng. Rồi. Hẹp tay một chút xíu. Tay rộng một vai. Khi hạ xuống cố gắng là khép sát kiểu tay, khép sát người nhé. Ok, thì nó vô tay sau nhiều. Rồi, xuống. Bài tiếp theo Superman. Tôi lại làm không? Làm sắp. Bay. Bài này thâu bay lượn nhé. Cái bài tập này ấy, khi bạn các bạn ấy lên ấy, đẩy người lên cố gắng là thở ha. Okay. Xuống hít lên thở, xuống hít lên thở. Làm sao để cái tay mình chạm sàn được. Và chúng cái chân mình chạm sàn á. Okay. Nhớ siết phần lưng dưới, tức là phần cơ xương sống mình nhá. Bài tập mà mình hay tập mỗi khi đi du lịch để giúp cho nó giữ cơ và người săn chắc hơn. Thực ra chương trình này để cho các bạn dễ nhớ thì mình sẽ còn là tập có thể là 10 bài và mình cứ tính 2 bài một vòng cho mọi người dễ nhớ ha. Mỗi một vòng ấy thì mình có thể tập 2 cho đến 3 hiệp. Trong cái thời gian tập luyện đó thì các bạn chú ý là cái thời gian nghỉ ngơi của mình ấy không nên nghỉ quá dài. Đừng vừa tập xong 2 bài nghỉ ăn cái bánh trở thôi nhá. Là xong. Rồi. Và cuối cùng để kết thúc trong 10 bài này thì mình sẽ đến tiết mục giãn cơ. Rồi, cái này nó rất là dễ ha. Thứ nhất ấy là tránh những cái chấn thương không đang có sau buổi tập và làm cho cơ thể mình căng cứng. Tay chống hông trước, mình giãn cơ cổ trước ha. Ok, mình nghiêng một bên. Mình có thể là lấy tay kéo đầu nghiêng qua bên, nhẹ nhàng nhé. Kéo nặng quá nó chật cổ. Ok, nghiêng. Ok, phải giữ. Các bạn chú ý là ấy, nếu mà giãn cơ, các bạn chú ý giữ khoảng độ tầm từ 3-5 giây. Tay ôm đầu, kéo đầu xuống. Ngón cái, tiếp theo này. Mình giữ cằm, mình đẩy cơ thể, đẩy cổ ra phía sau. Giãn tay sau, và cơ liên xương này. Phần eo này, tay bám, các bạn đưa phía sau gáy. Okay. Và tay cầm khuỷu tay này, kéo người nghiêng qua bên trái. Phần này hít các bạn. Tiếp theo, mình giãn phần cơ ngực mình. Tay mình đưa ngang vai. Hạ thấp dần nữa. Ok, xoay ngược tay lại. Ok, đẩy phía sau. Ép phần cơ vai gáy. Đồng thời gì mình giãn phần cơ vai mình vai trước. Đánh mạnh phía sau. Tiếp theo giãn phần cơ thẳng bụng mình ha. Okay. Tay đường trước. Giãn phần cổ tay luôn. Đưa phía sau. Hơi ngả người phía sau. Siết bụng lại. Hơi nhón chân lên chút xíu. Hơi nhón chân. Giữ thăng bằng này. Có thấy cơ thẳng bụng nó căng chưa? Ok. Rồi. Bài tiếp theo. Rồi. Chân mình dang rộng. Mũi giày xéo bên ngoài, full 5 độ. Tay chống gối, bên chân hai bên. Ok. Và xoay cái vai. Từ 5 giây. Đổi bên. Bài này bài chủ đạo mình có thể làm 2-3 lượt. Ok. Và nối tiếp theo nó là mình sẽ căng phần đùi sau. Gập đùi xuống. Sắp chạm người. Sắp chạm người, mang chân rồi. Đưa này. Ok. Tiếp theo sẽ căng đùi trước ha. Tay này kéo lên phía sau, giữ thăng bằng. Tiếp. Ok. Căng cẳng chân. Giữ 5 giây. Chú ý là đẩy mũi giày lên thì phần cẳng chân sau nó căng đều. Ok, đổi bên. Nhớ là không bám gối nhá. Đẩy ngang. Ok, không tì vào đầu gối. Thế là xong rồi, rất đơn giản đúng không? Xong rồi các bạn ơi. Ok. Làm ra lẩu thôi. Xong làm ra lẩu chết rồi. Đặc biệt là các bạn có đi du lịch thì chú ý phần ăn uống như mình nhá. Không phải là mình cứ đi du lịch nghỉ ngơi xả chết. Và mình ăn uống vô tội vạ. Chú ý này, hạn chế ăn ngọt.
ok, đừng ăn mặn quá và tinh bột không ăn quá nhiều, đặc biệt bữa tối. Ok, bữa tối đi du lịch ấy, thường là bữa tối toàn buffet không ạ? Nên buffet cứ mình chú ý là thịt gắp rau nhé. Ok. Đó. Khó à. Đi du lịch là mình cần ăn hết lớp lên đi nhá. Đánh phải chết à. Được thôi, nói chung là nói là ăn thoải mái thôi, nhưng mình cũng phải giữ mồm giữ miệng tí các bạn ạ, để không lại hối hận không kịp. Thôi. Và cảm ơn các bạn đã đón xem tập xin lần này, và hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau vào lúc 8 giờ nhé. Bye bye. Bye.